Bãi Sao Phú Quốc. Bãi Sao thuộc thị trấn An Thới, hoang tàn cây dứa dại và cây muống biển, chập trùng đại dương xanh dịu mở ra, với bờ cát trắng mịn như kem, dài hơn 7 cây số, dáng cong thoi thoải tựa như vầng trăng. Bãi Sao, điểm du lịch hấp dẫn tại Phú Quốc. Cát biển ở Bãi Sao không mang màu vàng như biển Nha Trang hay vàng đậm ngã sang nâu như biển Vũng Tàu, mà là màu trắng tinh, mịn như kem. Bãi Sao nằm gọn trong vòng tay triều mến của hai dãy núi thoai thoải, mang đến không gian yên tĩnh và khí hậu trong lành. Buổi sáng, được thông dong đi bộ trên bãi biển, ngắm nhìn bình minh hay đón những vạt nắng yếu ớt cuối ngày chiếu rọi xuống Bãi Sao sẽ là những khoảnh khắc lắng động và bình yên mà bạn muốn lưu giữ. Gió biển ở đây cũng nhẹ nhàng, êm ái, đủ làm cho những ai mệt nhọc có thể nằm ngả lưng trên những chiếc võng đu đưa và dần chìm đắm trong giấc ngủ thiêu thiêu không mộng mị. Chúng tôi bắt gặp những người dân chài, da nâu, sạm nắng gió, dông thuyền thả lưới, đánh bắt hải sản cận kề. Ngay khu nghỉ mát dành cho khách du lịch, họ đang tất bật xua cá vào lưới, thả hồn với không gian ngút ngát bao la gió, du dương, sóng và mênh mông cát. Lòng chúng tôi thấy lâng lâng nhẹ như những tiếng mây bay. Bãi Sao chính là một trong những bãi biển đẹp của Phú Quốc, với cát trắng lấp lánh tại Bãi Sao và được hòa mình vào không khí trong lành do những làn gió mát rượi từ biển khơi thổi vào. Biển Phú Quốc với làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi sẽ mang đến những giây phút thư giãn bình yên. Có lẽ vì thế, Bãi Sao là địa điểm du lịch mà các đôi uyên hương hay các gia đình yêu thích không gian riêng tư và yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn,